Là tuyến cao tốc dài nhất Việt Nam, từ khi đưa vào khai thác vào tháng 9 năm 2014 đến nay, cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã giúp rút ngắn đáng kể quãng đường, thời gian di chuyển từ Hà Nội đi các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ. Tuy nhiên, thời gian gần đây trên nhiều đoạn tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai xuất hiện tình trạng là người dân tự ý cắt hàng rào hộ lan trên cao tốc làm điểm kinh doanh buôn bán, và điều này không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn lớn nguy cơ tai nạn khi tốc độ di chuyển trên cao tốc rất cao. Trước thực tế trên, thì lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã tiến hành ra quân xử lý hàng quán mở trái phép, đồng thời đóng toàn bộ lối mở trái phép trên. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận sau. Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua địa phận tỉnh Yên Bái, dài gần 81 km. Kỳ lạ ở chỗ, giữa cao tốc đẹp đẽ lại xuất hiện những đoạn như thế này. Người dân mở hàng quán ngay sát hành lang đường. Để thuận lợi kinh doanh, đi lại, những hàng rào hộ lan bị cắt ra tạo thành lối đi tắt qua quốc lộ. Đây trở thành điểm dừng đỗ trái phép của các phương tiện. Hoạt động này càng nhộn nhịp hơn vào ban đêm. Theo thống kê của Công ty Vận hành và Bảo trì Đường Cao tốc Việt Nam, trên toàn tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn chạy qua địa phận tỉnh Yên Bái, có tới 16 điểm người dân tự ý cắt hàng rào dây thép, mở quán bán hàng ăn uống hoặc làm lối lên xuống cho các xe ô tô trốn phí. Khi thông xe toàn tuyến, tình trạng phá hàng rào, phá thôn lợn sóng để trốn phí qua cái vụ khu vực này thì cũng đã xảy ra ngay từ những đầu. Nhưng được sự phối hợp, quan tâm của chính quyền địa phương, đặc biệt là Công an tỉnh Yên Bái, Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái, như vậy là giải quyết tình trạng này một cách cũng rất hiệu quả. Nhưng đến thời điểm này, cái việc đó vẫn còn tồn tại. Cái vấn đề này là hết sức bất cập trong cái quá trình quản lý khai thác của đơn vị quản lý khai thác. Nó gây ra mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự và đặc biệt hơn nữa, hành lang an toàn giao thông của tuyến đường cao tốc bị chiếm dụng. Theo địa phương, để xảy ra tình trạng trên, ngoài nguyên nhân người dân thiếu ý thức thì phải kể đến việc thi công các cơ sở hạ tầng như các cống chui, đường gom dân sinh cũng như hệ thống các khu dịch vụ ăn uống nghỉ ngơi trên tuyến cao tốc này chưa được phía Tổng Công ty Đường Cao tốc Việt Nam VEC hoàn thiện. Hoặc có một số nơi mặc dù đã hoàn thiện nhưng người dân lại gặp khó khăn trong quá trình sử dụng. Trong thiết kế cũng chưa tính đến cái nhu cầu thực tế của người dân địa phương. Trên toàn tuyến bây giờ là cái dừng đón khách ở trên tuyến mà chúng ta chưa có, trạm dịch vụ của chúng ta chưa xong. Thì nó rõ ràng là cái nhu cầu người đi đường, nó là cái nhu cầu thiết yếu của cá nhân rồi, là phải dừng lại ở ven đường để mà xử lý các vấn đề nhu cầu đó. Cho nên là đấy cũng là những cái mà trách thì trách dân, nhưng mà rõ ràng phải xem xét lại cái trách nhiệm của chúng ta, xem là chúng ta làm hết trách nhiệm với người dân hay chưa. Qua kiểm tra, Yên Bái đã vận động nhân dân tháo dỡ, ký cam kết không vi phạm hành lang trật tự an toàn giao thông, đồng thời kiên quyết xử lý dứt điểm đối với các hộ dân và chủ phương tiện cố tình vi phạm. Người ta tập trung vào giải quyết những vấn đề bức xúc các cái điểm này, thì cái thời gian thì cố gắng là tuyên truyền vận động ngày 20 của này. Về việc tổ chức thường xuyên kiểm tra trên tuyến thì là giao cho đơn vị C67 và PC67 Yên Bái. Về lực lượng công an, giao cho là cán bộ công an phụ trách địa bàn cùng với lực lượng quan xã, không chỉ phải làm nội dung này. Trong quá trình đó thì đề nghị các đồng chí trong các cái nhà thầu thi công như là Keng Nam Đô San sớm hoàn thiện cho các cái đường gom. Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, bên cạnh việc giáo dục người dân, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam cần sớm hoàn thành các hạng mục, các trạm dịch vụ có điểm đón trả khách. Có như vậy mới đảm bảo phát huy hiệu quả khai thác tuyến đường cao tốc dài nhất Việt Nam.